Thì sao thì chỗ đó nó có hoa sen nở
chứ hoa sen nó không có nở ở trên trên đá trên núi phải không, mà nó nở ở chỗ bùn bùn rác nhơ đó, chỗ bùn nhơ rác nhơ mà lại có hoa sen nở. Thì cũng vậy, giữa lòng chúng sanh, giữa trong những cái phiền não mà của chúng sanh đây á, thì sao, thì ở trong đó là nó có nở những cái hoa chánh giác tức là ở trong chúng sanh mà nó có cái giác ngộ, có trí tuệ, cho nên gọi là cũng vậy, giữa quần sanh giữa nghĩa là những cái chúng sanh nữa là nhiều vô kể đó, thì chúng sanh thì sao, thì phiền não nhiều phải không, cho nên gọi là quế nhiễm không, nhiễm ô rồi mù mù tối không, tức là mê lầm là mù tối nè, rồi phàm tục không, thì giữa những cái đám nghĩa là chúng sanh nghĩa là quế nhiễm mù phàm tục đó thì có đệ tử bậc chánh giác, tức là đệ tử Phật không, sao sáng ngời với trí tuệ đó, đệ tử Phật không, giữa cái đám bùn xanh đó nhưng mà vẫn sáng ngời với trí tuệ, giống như là hoa sen ở giữa bùn mà nó nở nó thơm đó. Như vậy thì mình ở đây với Phật tử là cũng là đệ tử Phật phải không đó, Phật tử là đệ tử Phật tức là đệ tử bậc chánh giác thì cũng phải sáng ngời với trí tuệ, và cho nên học Phật thì cũng phải sáng, bởi vì như đây gọi là ba cái môn học này là coi như ba cái môn học căn bản đấy, tức là văn tư tu. Thì văn tư tu là sao, văn văn tuệ tức là sao, văn là nghe ha, đó, tức là cái trí tuệ mà từ nghe, từ mình học hiểu, mình nghiên cứu giáo lý đó mà có được ha, tức là nghe giảng đây nè, hoặc là mình đọc kinh đọc sách rồi mình nghiên cứu phải không, nghiên cứu kinh sách đó rồi nó hiểu được thì cái đó trí tuệ đó thì gọi là văn tuệ thôi, nghĩa là mình có nghe rồi có nghiên cứu trong kinh thì mình cũng có hiểu biết được Phật pháp phải không, có hiểu biết tức là có trí tuệ đó, tức là có sáng ra hơn là cái lúc mà mình chưa học Phật phải không đó, nhưng mà những cái điều mà mình hiểu được, mình sáng được đây á thì nó còn thuộc về cái gì, nó còn thuộc về của thầy của thầy hoặc là của Phật, của tổ, của kinh điển phải không, chứ chưa phải là của mình đó, rõ ràng phải không, cho nên là học hiểu, học thì hiểu không rõ ràng đó, nhưng mà thí dụ như bây giờ ngồi buổi giảng đây thì nghe cũng hiểu rõ ràng đó, nhưng mà khi về nhà thì sao đó, thì cũng trả về thầy đó, cho nên rõ ràng không, cho nên đó gọi là cái của thầy hoặc là của Phật, của tổ, của trong kinh điển rồi mình học lại mình hiểu lại thôi, gọi là hiểu và hiểu lại không đó, chứ chưa phải là chính cái của mình, cho nên gọi là còn là văn văn tuệ không, tức là cái tuệ này nó còn là tuệ ở trên chữ nghĩa văn tự đó, tuệ vay mượn không, vay mượn từ bên ngoài, từ nghe vô nghe mà được thôi nghe hiểu đó không, chưa phải của chính mình. Thí dụ như là mình học Phật không, nghe giảng rồi đó thì mình nghe nói thân tâm này nó là vô thường, nó là không có ngã thật thì mình cũng hiểu được phải không, cũng hiểu được thân này nó vô thường nó không có ngã phải không, đó thì có hiểu đó là cũng có sáng rồi đó, lúc mà hơn là chưa học Phật phải không, tức là cũng hiểu được cái thân tâm này nó là vô thường tạm bợ không, không có thật gì hết, tuy nhiên đó mới là nghe hiểu thôi phải không, nhưng mà đúng ra ở trên thực tế á thì nó có phải thực là vô thượng vậy hay không, nó có phải thực là vô ngã hay không, nghĩa là thân tâm này trên thực tế nó có thực là vô thượng chăng, thì cái đó còn vấn đề nữa phải không,
Cho nên đó mới là văn tuệ thôi, mà còn phải tiến lên một bước nữa, gọi là tư tuệ. Tư tức là tư duy, là suy nghĩ, mình phải tư duy suy nghĩ để mình phán đoán cái điều đó nó thực đúng vậy không. Mình nghe thì mình hiểu vậy đó, nhưng mà rồi mình cũng phải có sự tư duy chứ, có sự phán đoán chứ, coi nó đúng thật như vậy không. Chứ không phải mình nhắm mắt mình nghe theo phải không? Bởi vì tinh thần học Phật không phải là mình cứ nhắm mắt ai nói sao nghe vậy hả? Mình phải có sự sáng suốt chứ, chứ còn kiểu đó thì rồi dễ nghĩa là bị gạt phải không? Cho nên có nhờ có sự tư duy mình phán đoán chín chắn thì cái niềm tin của mình đó nó vững chắc, và cái niềm tin nó sáng suốt, tức là niềm tin nó có trí tuệ, thấy không? Cho nên ngày xưa thời Phật đó thì có vị Bà La Môn, ông đến ông hỏi Phật là nghe nói rằng Gautama tức là gọi là họ của Phật đó, không tên gọi là tên gia tộc đó, tên tộc đó, tên ngoài đời đó, không thì Gautama ngài biết quyển thuật, rồi ngài dùng quyển thuật ấy để mà lôi cuốn những người ngoại đạo phải chăng? Bây giờ ông thời Phật đó thì Phật thuyết pháp rồi, nhưng khi là Phật nghĩa là giáo hóa nhiều người ngoại đạo, nghĩa là quay đầu trở về theo Phật nhiều, thấy không? Cho nên đây ông hỏi thì nghe Đức Phật, nghe ngài đó biết quyển thuật, thấy không? Bây giờ Phật thì không biết là có cái sức thu hút gì đâu mà ngoại đạo nghe là cũng bị chuyển quá nhiều quá, không? Cho nên là ngài cũng biết quyển thuật, mà đúng là ngài Phật cũng có thần thông phải không? Vậy thì ngài biết quyển thuật nè, rồi ngài dùng quyển thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo, phải vậy không? Thì Đức Phật ngài không có trả lời theo kiểu bình thường, mà ngài mới hỏi lại, nói lại, ngài mới nói với cái vị Bà La Môn đó, ngài nói là này Bà La Môn, ông chớ có tin những cái điều gì mà do báo cáo đem lại, ngài nói là ông chớ có vội tin những điều gì đó do người ta báo cáo đem lại, tức là mới nghe báo cáo đem lại thôi thì chưa có vội, chớ nên vội tin, cũng chớ có tin điều gì do cái tin đồn đem lại, tức nghe tin ta đồn sao đó mà nghe thì cũng chớ vội tin, và bảo chớ vội tin, phải không? Và chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, tức là không phải là do nghĩa là xưa bài nay vẽ tức là truyền thống xưa giờ để lại vậy đó, bây giờ mình tin theo, mà không có sự phán đoán, không? Cho nên Phật nói chớ tin vậy, cũng chớ có tin điều gì do kinh điển để lại nữa. Mình thấy Phật dạy nghĩa là mạnh mẽ chớ có vội tin điều gì do kinh điển để lại, giờ chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình, tức là mình thấy cái gì nó hợp ý của mình tin, không phải vậy đừng có vội tin vậy, phải không? Kiểu đó là cũng dễ bị gạt á, ta hiểu ý mình muốn gì đó cái ta nói dò ý mình, ta nói theo cái tin thì bị gạt, phải không? Rồi cũng chớ có tin điều gì do người có quy quyền nói ra, tức là do người đó có quy quyền nói ra cái mình tin, không phải vậy, Phật không cho vậy nữa. Cũng chớ có tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy nữa. Người thấy Phật dạy kỹ không? Cũng chớ có vội tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy. Này Bà La Môn, ông chỉ nên tin những gì do chính ông thực sự chứng nghiệm cái đó có đưa đến an lạc, hạnh phúc hay không. Ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa đến an lạc, hạnh phúc hay là đau khổ bất hạnh. Tức là Phật dạy là ông chỉ nên tin những gì mà do ông có thực sự chứng nghiệm cái đó là có phải là đưa đến cái an lạc, hạnh phúc hay không, chứ không phải làm chi nghe thôi, nghe cái vội tin mà không có sự phán đoán chứng nghiệm, phải không? Cho nên giờ Phật mới đặt câu hỏi lại, không ví như là có người mà từ lòng tham sai khiến thì do cái lòng tham sai khiến đó thì nó có thể đưa đến cái an lạc, hạnh phúc hay không, hay là đưa đến đau khổ bất hạnh đó. Thì mình phải đặt câu hỏi lại để cho nó ra cái lẽ thật. Thì ông Bà La Môn đáp là
bạch Cổ Đàm đó, tức là Gotama đó, bạch Cổ Đàm, đó là đưa tới đau khổ bất hạnh, tức là từ lòng tham mà sẽ khiến thì nó sẽ đưa tới cái sự đau khổ bất hạnh, rồi ví như Phật nói thêm, ví như người mà từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa tới hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh, tức là lòng sân. Nếu mà lòng sân sai khiến thì nó đưa tới hạnh phúc an lạc hay là đau khổ bất hạnh, thì Bà La Môn thưa bạch Cổ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Từ lòng sân mà nó sai khiến thì làm sao đưa đến an lạc được, phải không? Rồi Phật nói thêm, vậy thì còn ví như người từ lòng si mê sai khiến thì đưa tới an lạc hạnh phúc hay là đau khổ bất hạnh, thì ông cũng thưa bạch Cổ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh, tức là từ cái lòng tham, lòng sân, lòng si mà nó sai khiến thì nó sẽ đưa đến đau khổ bất hạnh chứ không thể đưa đến an lạc hạnh phúc được, phải không? Đó. Thì Phật mới hỏi thêm, vậy thì người mà tham sân si đó thì có ai khen không? Đó, người mà tham sân si gì đó có ai khen không? Thì ông đáp bạch Cổ Đàm, không ai khen người ấy. Phật mới hỏi lại, này Bà La Môn, còn nếu người mà dứt lòng tham thì có làm ai đau khổ chăng? Nói cho mình dứt cái lòng tham, không có lòng tham thì có làm ai đau khổ chăng? Thì ông thưa bạch Cổ Đàm, không. Tức là không có lòng tham thì đâu có đem đến đau khổ cho người ta, không? Rồi Phật nói thêm, này Bà La Môn, còn nếu người mà dứt lòng sân thì có làm ai đau khổ chăng? Ông thưa bạch Cổ Đàm, không. Cũng không, không có lòng tham, không có dụng sân thì không có đem đến đau khổ cho người ta. Phật dạy, này Bà La Môn, còn nếu người dứt lòng si thì có làm ai đau khổ chăng? Ông thưa bạch Cổ Đàm, không. Tức là người mà không có lòng tham sân si, không, thì cũng không có đem đến đau khổ cho người ta, phải không? Thì Phật mới kết luận trở lại, như vậy thì ông hãy nghe theo người ấy. Đó, nghe theo người mà không có lòng tham sân si đó, phải không? Thì ông Bà La Môn nghe đến đây, ông liền nghĩa là cảm ngộ vui mừng, sau đó là ông xin quy Phật luôn. Rồi quy Tam Bảo. Thì đây quý Phật tử thấy Phật dạy mình học Phật đó kỹ chưa? Không. Phật có chấp nhận mình là cái nghe nhắm mắt tin chưa? Rõ ràng phải không? Phải có trí tuệ sáng suốt đàng hoàng, có phán đoán phải không? Mình nghe điều đó nhưng mà phải phán đoán, cho nên Phật mới đặt câu hỏi lại đó. Ông nghe điều đó nhưng thấy phải xét kỹ coi, nếu mà người vậy đâu có từ cái lòng tham, lòng sân, lòng si mà nó đưa đến, thì như vậy thì nó sẽ đưa đến đau khổ hay an lạc, không? Rồi cái người mà không có lòng tham sân si đó thì nó sẽ đưa đến đau khổ an lạc, thì ông phán đoán rõ ràng chính chắn gì đó thì ông mới tin theo, chứ không phải ông nghe, phải không? Đó. Như vậy thì chứ không phải chỉ nghe nói mà tin liền, phải không? Cho nên là Phật nhấn mạnh, không, nên là không phải do anh ta báo cáo lại cái mình tin. Tức là báo cáo là có ông đó nói hay quá, không? Tức là cái ông đó nói cái giáo lý này hay lắm, không? Mình nghe vậy tin liền, phải không? Đó. Nhưng mà phải nghe ở giá nó hay, nhưng mà phải thực hay không, cái này nó có thực là cứu khổ của ta hay không, phải không? Đó. Cũng vậy, không phải do tin đồn, do người ta tin đồn mà cái pháp nó hay lắm cái mà tin liền, phải không? Cái đó mới nghe tin đồn thôi, đó. Thì cái đó là cũng dễ bị gạt, phải không? Cũng vậy, cho đến cái là do cái truyền thống để lại, truyền thống tức là xưa, từ xưa tới nay để lại vậy rồi mình tin theo vậy, Phật cũng không chịu vậy, Phật cũng chớ có dội vậy, không? Mà mình cũng phải có sự nghe là trí tuệ, nó phán đoán nó sáng suốt đàng hoàng, chứ không phải nghe truyền thống gọi là xưa bài nói dễ, phải không? Đó. Rồi cũng vậy, ngài còn nói là cũng chớ có dội tin theo những gì do kinh điển để lại nữa. Kinh điển để lại nhưng mà mình cũng phải sáng suốt phán đoán, bởi vì kinh cũng nhiều cái kinh, phải không? Chứ không phải nói là cái này kinh để lại cái mình tin, rồi lỡ mà những cái kinh người ta không phải thật nhau, phải không? Cho nên phải hiểu, phải sáng suốt, rồi cả không thể tin những cái điều gì mà do phù hợp với cái định kiến của mình,
Tức là mình nghĩ mình thích cái nào đó, mình nghĩ thế nào đó, thì nghĩa là cái gì mà nói đúng với cái chỗ mình thích đó thì mình tin. Thì cái đó không phải rồi, không? Đó là theo cái ngã kiến. Cho nên ở đây là phải có sự gọi là nhận định, không? Sáng suốt, không? Thí dụ cũng như đây, cái Phật tử nghe nói là dạy đó là thân tâm này nó là vô thường, nó là vô ngã, thì sao? Đó, thì mình cũng phải có phải tư duy quán xét xem nó đúng như vậy không, phải không? Tức là kinh nói là thân này nó là vô thường nè, nó là vô ngã nè, nhưng mình phải quán xét, mình phải nghĩa là suy kỳ, nghĩ kỹ coi, nghĩa là tìm hiểu thực tế ở trong cái thế gian này coi nó thực đúng là vô thường hay không, phải không? Vậy thân tâm này nó vô thường, nhưng mà nó vô thường thế nào, phải không? Có khi nào nó không vô thường hay không, phải không? Mình phải tìm hiểu chứ. Kinh nói nó là vô thường, nhưng mà có khi nào nó không vô thường hay không, phải không? Chứ mà nói vậy mà lỡ có lúc mà nó không vô thường chứ, phải không? Thì mình phải tìm hiểu đàng hoàng. Khi mà mình thấy nó đúng như vậy đó thì mình tin, thì đúng là vậy, tin lúc đó thì coi như là không còn ai nữa là làm mình lai chuyển được, phải không? Mình có sự nhận định rõ ràng rồi nè, đúng vậy. Kinh nói là vô thường, như vậy thì khi mà Phật chưa ra đời đó thì nó có vô thường hay không, hay là có Phật rồi nó mới vô thường, phải không? Đó, mình phải xét kỹ. Cho nên vậy thì kinh nói như vậy mà thực tế thì nó là thế nào đó, mình quán xét, mình tư duy kỹ thì cho mình thấy đúng như vậy không, thì mới tin. Thì tin gì đó thì đúng là cái niềm tin nó chắc chắn không, đó. Nghĩa là quán xét tư duy kỹ càng thấy rõ nó đúng là như vậy, nó vô thường là coi như là lúc nào nó cũng vô thường thôi, không phải là có lúc nó không vô thường. Xét kỹ nó lẽ thật nó là như vậy, dù ta Phật ra đời hay là Phật chưa ra đời thì nó cũng vô thường à, phải không? Chứ không phải là có Phật ra đời nó mới vô thường, còn Phật chưa ra đời thì nó không vô thường, phải không? Đó, mà nó là vô thường lúc nào cũng vậy thôi, thì bữa là chân lý mà, phải không? Nó là chân lý thì lúc nào nó cũng là chân lý thôi, chứ không phải là trước nó không phải chân lý, bây giờ nó mới là chân lý, phải không? Thì vậy là không phải chân lý rồi. Đó, cho nên phải hiểu và phải xét kỹ vậy đó thì giờ mới tin chắc đúng như là Phật dạy vậy. Đó, nhưng mà nếu chỉ dừng ngay đó thôi thì sao? Cũng chưa đủ, phải không? Tức là cũng chưa có cái sức diệu dụng để mà giúp mình trừ được phiền não chấp trước, mà cần phải bước lên tiến bước nữa là sao? Phải tu, cho nên phải có tu tuệ. Đó mới tư duy thôi, đó phải có tu tuệ thì mới giúp mình phá được những cái phiền não chấp trước được. Tức là thực hành đem áp dụng vào trong đời sống, không? Đó, học hiểu tin nhận rồi bây giờ đem áp dụng vào trong đời sống, chứ không phải chỉ dừng ngang đó thôi. Tức là bây giờ đem ra là sao? Luôn luôn phải quán chiếu ngày đêm như vậy đó, lúc nào là cũng quán chiếu, nhớ là thân tâm này nó vô thường, nó là mỏng manh, nó là tạm bợ, không có gì mình chắc hết, thì mới không có bám chấp vào nó, phải không? Chứ còn hiểu vậy thôi thì đúng là hiểu thì cũng hiểu rõ đó, nhưng mà nếu không đem áp dụng vào á thì lâu lâu mà lỡ ai mà nói đụng tới thì sao, thì nó cũng hết vô thường. Phải không? Đó là rõ ràng. Đó, cho nên bây giờ phải luôn luôn phải quán chiếu thường xuyên cho nó quen rồi, tức là để mình biến cái mà của Phật của tổ đó thành cái của mình luôn, cho nên lúc nào cũng nhớ vậy đó. Cho nên lâu lâu lỡ đụng cái mình cũng nhớ nó vô thường luôn. Thì vậy đó thì mới có sức gọi là diệu dụng giúp mình trừ được phiền não, không? Nghĩa là phát triển đến cái trí tuệ chân thật của mình để mình thực chứng cái sự vô thường đó, thực chứng là nó đúng như vậy, không? Thì cái tâm mình nó tự buông xả, phải không? Đó, tức là không có bám liếm, thì bám liếm vào cái thân nữa, đó, thì tự mình giải thoát thôi, không? Đó, cho nên phải có tu tuệ. Vậy thấy được vậy rồi, chứng nghiệm được vậy rồi, thì
thân này nó còn, nó mất thì sao? Không có gì đâu. Không thành vấn đề. Phải không? Đó, mình có sự chứng nghiệm, có sự thực hành, có sự chứng nghiệm rồi. Đó. Chứ không phải mà giống như cái kiểu mà bà già niệm Phật đó. Phải không? Hồi bà già niệm Phật, bà tới nghĩa là thường thường tới niệm Phật cầu Phật, con già lớn tuổi lụng cụm rồi, tới xin Phật là sớm rước con về Tây Phương Cực Lạc cho được nghĩa là ăn vui. Phải không? Thì chú tiểu chú sao bất chợt hôm đó đi ngang nghe bà phát nguyện vậy, chú mới thôi được, để ta thử bài nữa. Đó. Cho nên là sau đó thì chú Trình khi mà thấy bà từ nhà đi đến chùa đó là chú mới núp ở sau tượng Phật cho kính kỹ để không ai thấy gì hết. Tới chừng mà tới bà thắp hương và để Phật bà cũng nguyện như đó, con nghĩa là già lớn tuổi lụm cụm đòi xin Phật từ bi rước con về Tây Phương Cực Lạc cho sớm, để cho bỏ cái thân già này cho rồi cho bớt khổ. Thì sau cái tượng Phật từ đó thì chúng mình lên tiếng liền, không chứ nói tốt rồi, bà có thành tâm vậy thì thôi, bây giờ bà về sửa soạn kỹ đi nha, chiều nay ta đến ta rước cho nha. Thì ngay đó bà té ngựa, bà bất tỉnh luôn. Ngay tới chiều nay rước là bất tỉnh luôn. Thì đó là rõ ràng là sao? Thì đó chỉ là nói bằng miệng thôi. Thấy không? Chứ chưa phải thật. Phải không? Chứ còn đúng là nếu mà thấy rõ thân này nó là vô thường mỏng manh thì đúng là vậy chiều nay Phật rước sớm quá, nó khỏe quá rồi. Phải không? Còn đây mà nghe tới đó là không tỉnh được. Đó, thì đó để cho thấy rằng nghĩa là nó chưa phải thực đó. Bởi vậy mà đây không phải là mình chỉ hiểu ở vô thường ở trên cái lý luận thôi. Đó. Như là trước mà đã có kể cho nhắc cho quý Phật tử nghe đó, về để nhắc lại đó, tức là cái lời mà của một bậc thầy Tây Tạng mà nói về vô thường đó. Không? Tức là ngài nói là ngài đặt ra câu hỏi đó, hỏi là bạn có bao giờ bạn thực hiểu và thân chứng sự vô thường hay chưa đó. Không? Tức là ngài nhấn mạnh đó, tức là học về vô thường, hiểu về vô thường thì bạn có học có hiểu rồi đó, nhưng mà giờ đây đặt câu hỏi lại, không? Bạn có thực hiểu và thực chứng cái sự vô thường đó hay không? Không? Nghĩa là bạn có thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở, từng động tác, trong từng hơi thở của mình, từng ý tưởng của mình, từng động tác của mình, đến nỗi mà cuộc đời của bạn nhờ vậy đó mà được đổi mới, tức là nhờ mình thâm nhập vậy đó thì cuộc đời mình nó chuyển hóa, thì hãy tự hỏi lại, bạn hai câu này, thì nếu mà thực vậy đó thì bạn mới thực hiểu vô thường, phải không? Đó ngày nhắc đó. Tức là hai câu gì thì rõ ràng hôm trước là mới học, bữa nay trả lại thầy hết rồi. Trước là nói về cái bài gì, niệm về cái chết đó. Bây giờ là trả về thầy hết rồi, rõ ràng là chưa phải của mình. Phải không? Tức là ngài mới nhấn mạnh lại hai câu hỏi, phải không? Tức là phải đặt lại hai câu hỏi này: tôi có nhớ vào mọi lúc rằng tôi đang chết hay không? Không, tức là luôn luôn lúc nào mọi lúc mình phải nhớ rằng tôi đang chết hay không, và mọi người mọi vật khác cũng đang chết. Bởi thế cho nên đối xử với mọi chúng sanh á với lòng bi mẫn trong mọi lúc, tức là mình có lúc có nghĩa là coi như là lúc nào ở trong mọi lúc hết mình cũng nhớ là mình đang chết, ngồi đây cũng nhớ là mình đang chết. Không, rồi người khác cũng đang chết. À, thì vậy thì mình cũng đang chết, người khác cũng đang chết, vậy thì sao? Vậy thì đối xử với nhau làm sao? Cho nó có tình thương chút. Bởi vì nếu mình cũng đang chết, người kia cũng đang chết, vậy thì lỡ mà người ta có hơi nói nặng mình cái hoặc nói xúc phạm mình cái thì sao? Cũng thông cảm thôi, tôi cũng đang chết mà chị cũng đang chết, không sao.
À, phải không? Đó, thì vậy đó mới là hiểu vô thường đó. À, phải không? Đó. Rồi cái câu thứ hai á, là sự hiểu biết về chết và vô thường nơi tôi đó có thực đã trở nên bén nhạy cấp thiết đến độ mà tôi đang dành mọi giây phút còn lại của đời tôi đó để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ. Không? À, tức là cái sự vô thường đó bây giờ nó đến với tôi một cách nghĩa là rất là bén nhạy cấp thiết. Không? Đến độ bây giờ là tôi thấy coi như là trọn đời tôi còn lại đây là chỉ dành cho sự giác ngộ thôi, chứ còn những cái tạm bợ ngoài thế gian là không có ham muốn nữa. Đó, thì hai câu hỏi đó, không? Ngài nói nếu mà bạn có thể trả lời có cho cả hai câu hỏi đó đó thì bạn mới thực sự là đã hiểu lý vô thường. Đó, là mới thực sự hiểu, tức là mới là cái hiểu của chính mình. Phải không? Đó. À, như vậy thì đó mới thực sự là có gọi là cái tu tệ. Có thực chứng, thấy không? Ừ. Tức là nó có được cái tuệ vô thường, thấy không? Là tức là cái tu tệ thực sự đó, thấy không? Tức là mới đầy đủ cái ý nghĩa gọi là tam tuệ học, thấy không? Tức là có văn, có tư và có tu đàng hoàng, thấy không? Vậy thì nó mới có sức thắng được phiền não của mình, phải không? Thì vậy thì quý Phật tử thấy ba cái môn học đó thì mình lâu nay đó mình học được mấy môn rồi. Học được mấy môn? Văn thì chắc có rồi đó, không? Còn tư có không? Chút còn tu thì chắc cũng còn thiếu thiếu nhiều đó, không? Cho nên ở đây là phải gọi là có cái sự nghĩa là thực hành đàng hoàng để cho mình gọi là học Phật nó đầy đủ, không? Có gọi là văn tư tu đàng hoàng, không? Thực chứng thực sự để nó giúp cho mình nghĩa là chuyển hóa cuộc đời, không? Cho nên như ngày gọi là bậc thầy Tây Tạng đó, nhắc đó, một cái lý vô thường là cái lý nó gần gũi căn bản với mình thôi, chưa phải là cái lý cao siêu gì hết, không? Mà cái lý đó mà mình chưa qua được nữa thì nói gì tới cái lý gọi là cao siêu nữa. Phải không? Đó. Tức là muốn tiến tới nghĩa là chân tâm Phật tánh đồ thì cũng phải qua cái thái vô thường này trước hả? À, chứ còn cái này là chưa qua được mà nói chân tâm Phật tánh thì nói chi xa quá hả? Phải không? Nói là tôi là cũng có đầy đủ là chân tâm, đầy đủ Phật tánh, bất sanh bất diệt, rồi nó là xưa nay thanh tịnh, không có nghe phiền não gì hết, không? Nhưng mà ra đụng thì sao? Thì cũng phiền não rồi. Thì chân tâm Phật tánh ở chỗ nào? Phải không? Cho nên ở đây đó, mình phải nghĩa là học Phật nó đầy đủ như vậy để nó có nghĩa là thực sự nghĩa là có cái hiệu dụng của Phật pháp đó. Cho nên phải nhớ không đó, văn tuệ rồi tới tương tệ đầy đủ là có tu không đó. Như vậy thì để cho thấy rõ nghĩa là mình tu đó thì để đến nghĩa là chứng nghiệm cái lẽ thật, phải không? Nghĩa là có tu thì mới đưa đến chứng nghiệm, phải không? Chứ còn học kiểu không thì chưa, mà có chứng nghiệm lẽ thật thì mới có gọi là mở sáng trí tuệ chân thật chính mình, phải không? Tức là mới có khai được cái vô tri trí, cái trí tuệ mà gọi là của mình á, chứ không phải của thầy nữa, phải không? Còn mình học hiểu được thì gọi là sao? Thường gọi là hữu siêu trí, trí tuệ mà của thầy, có thầy dạy, không? Thì cái trí tuệ mà gọi là hữu sư đó là từ bên ngoài mà được, phải không? Còn trí tuệ mà vô sư đó thì từ nơi mình phát ra, tức là mình tu do tu, từ nội tâm mình nó phát ra, đó. Thì cái trí tuệ này nó mới thực sự là có hiệu dụng để mà trừ phiền não, không? Giải thoát mình.
À, thì đến đó thì mới gọi là có được cái gọi là cái tuệ lực, tức là tuệ mà có lực, không phải không? À, còn không có tuệ là chưa có lực, tức là chưa có sức mạnh, chưa có sức mạnh trí tuệ. À, như đã nói đó, mình hiểu được vô thường, hiểu được thanh tâm này vô thường thì đó cũng là có tuệ, nhưng nó chưa có lực, phải không? Chưa có lực cho nên là gặp việc thì nó phiền não. Còn ở đây và nó được có cái tuệ nữa, được có lực nữa, tức là có sức mạnh trí tuệ. Cho nên chứng đạo ca thì sư Huyền Giác có câu đó là mặt thời thuyết, thuyết thời mặt, đại thí môn khai vô uẩn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hạ tâm, báo đạo ma bắt nhã lực. Tức là đó là cái im á, thời nói, khi nói thời im, tức là lúc im tức là lúc nói, mà lúc nói tức là lúc im, chứ không phải là nói không mắc kẹt nơi lời nói. Còn im mà không phải là im là gọi là im giống không biết gì hết, nhưng mà khi im tức là nói đó. Rồi. Thì cửa đại thí mở toan thông suốt, tức là cửa mà cửa bố thí mà to lớn, không nó mở toan hết, không có dấu vết hết, đây là mở toan thông suốt hết, không có nghĩa là ngăn ngại gì hết. Có người hỏi ta giải tông gì, tức là có người hỏi cái đó đó là thuộc về cái tông gì, thì ngài thưa rằng Maha Bát Nhã Lực, ngài nói đó là cái sức Maha Bát Nhã, tức là chính nhờ cái sức Maha Bát Nhã đó, không mới là đưa đến cái cửa gọi là đại thí, nó mở toan hết, thí mà đại, và nó mở toan cái cửa này, nó mở toan tức là không có ngăn ngại gì hết, không có che giấu gì hết nữa, không đó, tức là nhờ có sức mạnh trí tuệ Maha Bát Nhã đó thì nó mới được như vậy. Cho nên ngài nói đó, có người hỏi ta giải tâm gì, không thì thưa rằng Maha Bát Nhã Lực, tức là đó là cái sức mạnh Maha Bát Nhã. À, nhờ sức mạnh Maha Bát Nhã đó thì nó mới mở toan được cái cửa đại thí đó, nó mới thông suốt được tất cả. À, tức là đây đại thí này là sao, là sẵn sàng cho hết, thí là cho, mà đây là đại nữa, mà cửa này nó mở toan rồi thì sẵn sàng cho hết, không? À, tức là không có tiếc gì hết, sẵn sàng cho không tiếc gì hết, tức là không có bám chấp vào cái ta này nữa, không? Tức là bám chấp cái ta nhỏ hẹp này, cho nên mới gọi là nó mở toan, không? Cho hết, sẵn sàng cho. À, cho nên cửa đại thí ở đây á, thì mình đừng có hiểu thí đây là cho tiền cho bạc, thường đều bố thí là cho tiền cho bạc, không? Cho của cho đồ ăn rồi, không? À, thì cho đó thì chưa gọi là cửa đại thí ở đây đâu, không? Đó là cũng là thí nhưng mà chưa có phải là cửa đại thí ở đây, bởi vì cho đó làm sao, cho đó cũng còn có giới hạn, phải không? Giới hạn làm sao? À, còn có nghĩ mình cho người ta, không? Thì cho đó, nhưng mà duy còn nhớ cũng có mình cho, phải không? À, thí dụ mà cho ai đó, không? À, người mà mình cho mình bố thí lâu, thường thường mình giúp đỡ rồi đó, không? Rồi lâu thời gian sau lỡ mình có một cái việc gì nó hơi ngặt nghèo khó xử đồ, tới nhờ họ lại lần rồi không giúp thì sao? À, như vậy thì tức là lúc trước là mình cho đó là sao, là cũng còn nhớ, là cho đó là cũng phải nhớ, là họ cũng phải đền ơn lại mình, phải không? Tức là còn có cái hậu ý hay sao? Vậy thì tức là cho mà chưa có gọi là cho hết, phải không? Tức là cho còn để lại chút coi sao. Cho nên đây gọi là chưa phải là cửa đại thí mở toan hết, mà đây là mới mở cũng mới hé phần nào thôi. Thấy không? Còn giữ lại phần cái này đó, để lại sao có gì người ta giúp lại mình. À, chứ còn đây gọi là cửa đại thí này là cho hết, bởi vì đây là nhà, có gọi là Maha Bát Nhã Lực mà. À, trí tuệ thấy rõ là mình không có thật của mình, không thật ngã, cho nên sẵn sàng mới cho hết. À,
Vậy cho nên rồi sao, đúng rồi, thấy người ta khổ là cho thôi, cho nên sao có nhờ giúp lại không giúp cũng được thôi, không sao hết. Đó, thì đó mới là cửa mở toan, không? Hoặc là cho thì sao, người này đến thấy người này thấy là dễ thương cho, người thấy không thương không cho. Phải không? Thì đó đâu gọi là mở toan, đó là mới mở có nữa à, phải không? Cho nên vậy tức là còn thiếu cái bát nhã lực, phải không? Cho nên phải học, phải thấy được nhiều đó, thì cái là mới nghĩa là đầy đủ cái gọi là cái ý nghĩa bát nhã lực đây, gọi là mới là đúng là mở sáng, không? Cái gọi là cái sức trí tuệ nơi kinh nghiệm trong đó, không? Thì vậy mới gọi là thực chứng đó, không? Cho nên cũng như là ngày Tăng Triệu, không? Ngày Tăng Triệu làm gì cũng là cái gì, pháp sư đó, không? Giảng kinh rồi hiểu Phật pháp cũng rất là giỏi, nhưng mà sao rồi cũng bị tội, cho nên rồi vua nghĩa là gọi là xử tử hình, không? Thì khi mà gọi là trước khi mà đem ra hành hình đó, thì ngài xin cho quản lại 7 ngày để ngài viết xong cái bộ luận gọi là luận bảo tạng đó, không? Vì ngài viết kia xong thì ngài xin quản lại 7 ngày để viết xong bộ luận đó rồi ngài chịu tội, thì vua cũng được nghĩa là cái đặc ân, không? Cho quản lại đúng là 7 ngày ngài viết xong cái bộ luận đó, không? Bộ luận nó bảo tạng mà trong đó là có cái phần gọi là 10 điều tâm niệm mà mình thường hay đọc đó, đó là của ngài đó. Rồi khi mà sắp tới lúc đem ra hành hình đó, thì ngài đã còn nói bài kệ trước khi chết. Trước khi chết nói bài kệ là ngũ ấm nguyên phi hữu, tứ đại bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, nhất tự trảm xương phong. Tức là năm ấm vốn chẳng có, bốn đại xưa nay không, đem đầu đến dao bén, giống hệt chém gió sinh. Đây ngài thấy rõ, không? Đúng là bây giờ mới thấy là thâm tâm nó là tên ngũ ấm này, nó là vô thường, nó là vô ngã đó, không? Tức là năm ấm vốn không phải có, không có thật, không thật có, không? Đúng như là bác nhã nói là ngũ uẩn giai không. Phải không? Rồi thì ngài đây ngài thấy rõ là năm ấm nó không có, rồi bốn đại này cũng vậy, bốn đại này đất nước gió lửa này xưa nay nó cũng đúng là không có thật gì hết, tức là không có thực là mình gì hết, trong đây không có ta trong đây, cho nên sao đem đầu đến dao bén, đem cái đầu này đến dao bén thì sao cũng giống như chém gió sưng vậy thôi, chém này cũng như chém gió sưng thôi, chứ ngài không thấy là chém mình, không thấy là mình bị chém, thì đó là đúng là ngài gọi là có cái sức sống là thực đó, không? Gọi là sức bắt nhã lực đó. Thì cái sức sống này á thì đúng là không có ở trong lý luận biện giải gì được nữa hết, đến lúc đó thì đâu có lý luận được. Phải không? Thì vậy tức là ở đây là đã cái này á nó cũng không có ở trên cái trí tuệ văn tự, không? Tức là văn tuệ thì nó không có trong này rồi, phải không? Cho nên phải thấy được đó, mà đây phải thực sự có tu tuệ đó thì mới thực chứng được đến cái những lẽ thật đó, không? Cho nên chỗ này á thì đúng là không ai dòm lén được, phải không? Không ai học lén được, cũng không ai bắt chước được, phải không? Và như vậy thì tức là cũng không sợ ai ăn trộm. Phải không? Rồi không sợ trộm, cho nên ở trong đạo á thì nó khác hơn ngoài đời, ngoài đời mà những cái ngón nghề đặc biệt đồ đó thì thầy dạy có dạy hết không? Không dám dạy hết đâu.
những cái món này đặc biệt là phải giữ lại chứ, phải không? Không dám dở gì hết, sợ rồi nó phản rồi, phải không? Còn ở trong đạo này thì khác, không? Gọi là dạy hết, dạy sạch hết, không có giấu giếm hết. Nhưng mà người học đó thì có lượng được hết không? Cũng không làm sao lượng được hết của ông thầy, thấy không? Cho nên cũng nghĩa là dạy gì thì cũng của thầy cũng còn của thầy, thấy không? Còn người trò đó muốn được là thực đó đó thì phải sao? Đúng là phải nghĩa là thực tu, thực chứng đàng hoàng, chứ không thể gọi là học lớp bắt chước đâu được hết được. Cho nên cái này thì không sợ học lớp bắt chước nữa, thì cũng không sợ phản thầy nữa, phải không? Bởi vì nếu mà học được đến chỗ này rồi thì sao phản được, thấy không? Rồi, cho nên đạo thì nó khác ngoài đời. Cho nên đúng không, cái tinh thần học Phật đó là mình gọi là phải học, mà học đến gọi là cái sức sống mà chân thật đó, thấy không? Chứ không phải chỉ dừng ở nửa chừng. Như vậy thì với nghĩa là ba cái môn học này, quý Phật tử nghĩa là học hiểu kỹ, ứng dụng trong cuộc sống đó, thì đúng là cuộc đời mình có chuyển hóa rõ rệt, phải không? Đúng là chuyển hóa rõ rệt thôi, thấy không? Tức là học được rồi, hiểu được rồi, có nghĩa là thực hành đàng hoàng, có giải tỏa được những cái mê lầm phiền não thì cuộc đời nó chuyển hóa, hoặc chưa nghĩa là giải thoát hoàn toàn thì cũng có phần giải thoát, phải không? Cho nên ở đây nói kết lại ra thì Phật pháp á là thuốc để trị bệnh, để cứu khổ chúng sanh, phải không? Đó là thuốc, không nhớ không, đó là thuốc để mà trị bệnh cho mình, để cứu khổ cho mình, phải không? Vậy thì mình học Phật tức là học giác ngộ, học giải thoát để mà trừ khổ, trừ bệnh, phải không? Trừ những bệnh phiền não này, phải vậy không? Vậy thì muốn hết bệnh thì phải sao? Phải uống thuốc thôi, rõ ràng, phải không? Chứ không đây chỉ dừng ở trên cái chữ nghĩa, hay gọi là dừng ở trên công thức. Vậy là tức là phải thực hành ở nơi tâm, đúng là phải thực hành ở nơi tâm đó, tức là thực sống với cái những điều học, với cái ánh sáng giác ngộ ở nơi chính mình, để mình chuyển cái trí tuệ mà ở trong kinh điển sách vở mình học được đó thành cái trí tuệ sống, trí tuệ ở ngay trong cuộc sống của chính mình hiện tại đây, thấy không? Đó tức là những cái trí tuệ mà ở trong kinh điển thì đó là thuộc về của Phật của Tổ rồi. Đó, thì bây giờ mình mới chuyển lại, chuyển về ngay cuộc sống của chính mình để nó thành trí tuệ của chính mình, thấy không? Đó. Thì như vậy mới không có bị vỡ trách là gọi là dầu, như là ngày Đường Giác ngày nhắc đó, nghĩa là dầu biển đếm cát tự chuốc hạnh. Dầu biển mà đếm cát, đếm được đếm cát là đếm được cái gì? Hoặc là suốt ngày đếm tiền ngân hàng. Phải không? Lúc này đến được ngàn rồi, chiều về là của ngàn cũng là của ngàn. Đó, từ đếp của ta không ạ? Cho nên trong cái bài thơ của gọi là thơ Hàn Sơn á, Hàn Sơn Tập Đắc á, không? Thì có bài thơ ngài nói rằng: ngày xưa quá nghèo khổ, đêm đêm đếm báo người, tức là đêm đêm đếm của báo người ta, không? Ngày nay nghĩ xét kỹ, phải gầy dựng nhà mình, không? Tức là ngày xưa đó quá nghèo khổ, không? Tức là không biết tu, không biết đạo gì, cho nên rồi cũng không biết có thực hành, cho nên rồi cứ lo ngày đêm đêm nó cứ đếm của báo người ta thôi, tức của ta đếm đếm rồi cũng trả lại của ta, cho nên lúc nào cũng nghèo, nghèo hoài cũng vẫn nghèo, cũng vẫn nghèo. Đó. Cho nên ngày nay bây giờ nghĩ xét kỹ trở lại, bây giờ phải tự gây dựng nhà mình, chứ không có kiểu mà đếm của ta hoài. Thì sao? Thì đào được một kho báu toàn là ngọc thủy tinh, không? Đó là ngọc sáng. Thường có lão mắt biết, thầm định mua đem đi, tức là
lão mất biết là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Tức là thầm định mua đem đi, nhưng mà tôi liền báo y rõ, ngọc này thật vô giá. Tức là tổ Bồ Đề muốn định đem đi, nhưng mà nói sao, ngọc này thật vô giá, tức là sao, cái này là của nhà mình thì đâu có ai đem đi được, dù tổ cũng không đem đi được nữa, phải không? Còn cái mà tổ mà đem đi được thì sao? Là của tổ rồi. Còn cái này cái thật của mình rồi thì giờ dù tổ cũng mua không được nữa, phải không? Thì bây giờ mình cũng phải vậy đó, phải không? Giờ mình phải lo về dựng nhà mình, không, rồi đào cái ngọc báo ở trong trong đất vườn nhà mình đó. Mỗi người đều có mảnh đất vườn nhà mình hết, phải không? Đất tâm đó, mỗi người có mảnh đất tâm đó hết. Bây giờ phải ráng đào cái mảnh đất tâm đó ra, được ngọc báo đó, thì ngọc báo nơi đất tâm mình đó, thì ngọc báo đó thì không ai mua đem đi được hết, dù tổ cũng không mua đem đi được nữa, thì đâu có sợ mất, phải không? Còn cái mà sợ mất đó thì sao? Thì không phải của mình rồi, cho nên thì đừng có lo sợ mất. Vậy thì cho nên giờ học Phật, thấy không? Mà ai học Phật cứ lo sợ mất hoài đó thì sao? Thì đó là mới học cái bên ngoài thôi, phải không? Nó học sợ mất, cho nên học cái bữa sợ quên, phải không? Học cái bữa sợ quên rồi cái tìm cái khác nào nữa, thì biết là cái đó là cái của mình rồi. Còn cái của mình thì không có sợ mất. Bởi vì quý Phật tử cũng đã nhớ, không? Trong kinh Pháp Hoa Phật nói đó, bản hoài của Phật ra đời á là gì? Là khai thị cho tất cả chúng sanh để ngộ nhập tri kiến Phật, phải không? Đó là bản hoài của Phật ra đời, không? Như vậy tức là sao? Tức là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật mà quên, không biết, không nhận, không? Cho nên bản hoài của Phật ra đời đó để mà khai thị cho họ nhận, cho họ ngộ nhập cái đó, không? Tức là không phải là chỉ chết ở trên những cái ngôn ngữ kinh điển, mà phải ngộ nhập cái tri kiến Phật của chính mình, chứ không phải là chỉ có chết ở trên cái kinh điển đó thôi. Cho nên kinh Tăng Già thì Phật có nói đó, Phật tới đó Phật mới kết luận là Như Lai thuyết pháp 495 mà phần giữa nó chưa từng nói một chữ, phải không? Ngài nói ngài thuyết pháp 495 đó nhưng mà phần giữa chưa từng nói chữ nào hết. Vậy thì mình học được cái gì? Tức là như vậy thì những cái mà Phật nói ra đó là sao? Đó là Phật nên là nhằm để mà khai thị, để đánh thức cho mình trở lại thôi. Cho nên đúng là Phật dạy như kinh Nguyên Giác nói là giống như ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chứ còn chưa có dính dáng người ta mặt trăng hết, phải không? Cho nên Phật nói là chưa từng nói chữ nào hết, phải không? Đó là mình làm sao phải thấy được mặt trăng đó, không? Nhận được cái tri kiến Phật nơi mình đó, thì cái đó mới là đúng ý Phật. Cho nên học Phật thì mình cần phải thấu đến cái chân thật đó để mà thành tựu gọi là cái trí không thể nghĩ bàn. Chứ còn cái trí mà có nghĩ bàn á thì thuộc về của Phật. Của Phật, của tổ, của kinh điển rồi. Còn cái trí mà không nghĩ bàn á, cái đó không phải ngay được mình. Bởi ngay được mình thì đâu nghĩ bàn được. Cho nên thiền sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ đó, thì lúc đầu khi mà mới xuất gia đó thì sư mới học tập theo cái luận bát pháp, tức là bát pháp minh môn luận của Duy Thức Học đó, rồi cứ học những cái luận về Duy Thức Học. Thì sư mới nhân nghe ở trong Duy Thức Học cũng có nói đó, nói rằng Bồ Tát khi mà vào được kiến đạo tức thế đạo, không, thì trí cùng với lý nó hợp, trí và lý nó phối hợp nhau chứ không còn cách biệt nữa. Cảnh cùng với thần nó hội, tức là cảnh với thần nó hội, nó thầm hợp với nhau chứ không còn phải là gọi là do tâm hiểu biết bình thường, mà đây nó giống là thần hội, giống như nhập thần, không? Rồi chẳng phân năng chứng sở chứng, chúng ta không còn thấy là có mình chứng, có cái cảnh để chứng nữa. Thường thì giờ mình học đạo thì mình thấy nhiều khi là phải có mình học đạo, có đạo để học, phải không? Có mình học, có đạo để học. Còn lúc này là không còn phân có mình học, có đạo để học nữa, là mình tức là đạo, đạo tức là mình rồi. Cho nên không có phân là năng chứng sở chứng,
Thấy không? À, thì ngoại đạo nghe vậy, ngoại đạo Ấn Độ đó nghe vậy thì họ mới nặng vấn đại trở lại các vị tỳ kheo thời đó. À, họ mới nói rằng đã là chẳng phân năng chứng sở chứng, vậy thì lấy cái gì làm chứng? Không có phân năng chứng sở chứng thì lấy gì làm chứng đây? À, thì các tỳ kheo thời lúc đó thì không có đáp được, cho nên ngoại đạo chê cười, thấy không? À, nó không có nể phục, nó không có chê cười. À, thì sau này pháp sư Huyền Trang á, Tam Tạng Huyền Trang ở bên Trung Quốc mới qua bên Ấn Độ đó, không à, học đạo thì ngài mới gặp cái, cũng nghe được cái trường hợp này thì ngài mới phát minh ra được để mà ngài cứu được cái nghĩa này. À, tức là ngài đưa ra cái nghĩa là trong chỗ đó đó, không là sao, ngài nói rằng cái chỗ đó thì giống như là người uống nước lạnh nóng tự biết. Tức là cái chỗ tự chứng đó, nó là không có phân năng chứng sẽ chứng thì ngoài đạo anh gì lấy cái gì làm chứng được, thì ngài nói chỗ đó là chỗ ai đến đó thì gọi là tự biết thôi, rồi giống như người uống nước thì lạnh nóng tự biết thôi, chứ làm sao mà nói ra cho ông ở bên ngoài, ông đứng bên ngoài ông lý luận ông hỏi hoài thì làm sao nói cho ông biết được, ông phải vào trong đó rồi ông nghe là chứng nghiệm trong đó thì ông tự biết liền. Không, giống như người uống nước, phải không? Uống nước thì lạnh sao nóng sao thì mình tự biết liền. Còn cái chưa uống nước mà là cái diễn tả ở nước nó nóng như thế này, lạnh như thế này, nhưng mà cũng đâu có hiểu biết gì, phải không? À, cho nên ngài nói rằng như vậy, cái chỗ đó giống như người uống nước lạnh nóng tự biết, thì coi như là cứu được cái nạn đó, phải không? À, thì quý Phật tử nghe như vậy đó thì thấy nghe là chịu chưa? Mình nghe vậy thấy quá hay rồi, thấy chịu thôi. Nhưng mà ngài phát diễn đó, lúc đó ngài nghe tới đó ngài không chịu đó, đặc biệt là chỗ đó mình thấy có lý quá à. À, ngài không chịu, ngài mới nói lại, ngài nói lạnh nóng thì ắt là biết rồi đó, không? Nhưng còn thế nào cái việc tự biết? Tức là lạnh nóng mà tự biết thì cái đó là thì hiểu rồi. Nhưng mà còn cái tự biết là thế nào tự biết? Ngài thắc mắc, không? Chứ không phải như mình nghe cái chịu liền. Phải không? À, cho mình mới thấy là các ngài xưa là học Phật không giống như mình vậy. Cho nên mình nghe, mình thấy mình học dễ dàng quá. Nghe vậy các mình tin liền, phải không? À, còn ngài thấy ngài thắc mắc liền, đúng thì nghe nói là uống nước là nóng tự biết thì đúng rồi đó, nhưng mà còn thế nào là cái việc tự biết? Ngài mới đặt câu hỏi trở lại, ngài mới đem hỏi ông thầy, ngài nói rằng chẳng biết cái lý tự biết đó như thế nào, thì ông thầy cũng trả lời được luôn. Thì rõ ràng là đúng là học chữ nghĩa thôi, phải không? Học chữ nghĩa thì nói vậy thì nghe vậy thôi, hiểu vậy thôi. À, nhưng mà còn thực chứng trong đó thì làm vấn đề khác nữa. À, thì mình mới thấy nó không phải là đơn giản. À, cho nên ngài thắc mắc đem ra hỏi ông thầy dạy, ông thầy cũng không trả lời được. Nhưng mà ông thầy đây á cũng tốt. À, tức là ông thầy mới khuyên, ông nói tới con mà muốn rõ được cái lẽ này á thì con nên đi đến phương Nam để hỏi những vị mà truyền Phật Tam Tông á, tức là những vị thiền sư ở phương Nam á, thì những vị đó sẽ trả lời cho con. Tức là ông thầy ông cũng chỉ nha, thôi muốn biết được nhiều đó phải đến những ông vị mà truyền Phật Tam Tông đó, những vị thiền sư mà đắc đạo đó, thì họ sẽ chỉ cho. Thì đúng không, pháp diễn sau này thì mới mang gói khăn gói đồ đi sang phương Nam gặp gỡ các bậc tôn túc thiền sư để mà tham vấn. Thì đúng sau này thì ngài tỏa ngộ thành ra thiền sư gọi là pháp diễn ở núi Ngũ Tổ đó, gọi là Ngũ Tổ pháp diễn đó, thì giải quyết được những cái điều nghi này đó. Thì quý Phật tử thấy đó, mình học Phật mà được như vậy đó thì đúng là mới là học sâu được Phật pháp đó. Chứ còn diễn đại thì lâu nay nhiều khi mình học cũng hơi sao
hồi hộp, hồi hộp không? Đúng là cũng hồi hồi hộp không? Nghe nói vậy dễ tin quá, phải không? Rồi, đây là phải học vậy thì mới học sâu được, sâu vào được những cái lý thật đó, cảm nhận được những chỗ sâu xa. Như vậy thì hôm nay chúng ta thì cũng nói về gọi là cái tam tuệ học đó, để cho tất cả nghe để hiểu rồi nhận rõ, rồi để mình cũng học sâu giáo lý của Phật, không? Để cho cũng thấm sâu được Phật, có được những cái lợi ích nó cũng lớn lên, lớn thêm. Tức là mình học sâu, nhận sâu, hiểu sâu thì cái lợi ích nó còn sâu thêm nữa, không? Thì cái sự tu học của mình, công đức nó càng lớn thêm, xứng đáng, không? Những con đường học Phật của mình. Nam mô Phật Bổn Sư. Nam mô. Tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.